Chuyên trang du lịch của tờ báo nổi tiếng nước Anh Telegraph đã công bố danh sách 11 cáp treo gây ngạc nhiên nhất trên thế giới. Một điều đáng chú ý là xếp vị trí thứ 3 trong số đó là cáp treo Bà Nà của Đà Nẵng, Việt Nam. Theo Telegraph, đây là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới, nối cảnh đẹp của đồi Vọng Nguyệt tới núi Bà Nà, hành trình dài hơn 4,8 km. Trong khi đó, theo xác nhận của Hiệp hội Cáp treo Thế giới, tuyến cáp treo này đã lập 4 kỷ lục thế giới với chiều dài cáp trên một hành trình dài nhất thế giới là khoảng 5,7 km. Tuyến cáp có chênh lệch độ cao trên một hành trình lớn nhất thế giới là 1,3 km. Tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới là 11,5 km và tuyến cáp có trọng lượng nặng nhất thế giới. Hệ thống cáp treo nằm trong khu du lịch Bà Nà lần này cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với Đà Nẵng. Có người ở dưới đi chơi này. Ô tô lên nha. Đấy. Ô tô lên.